và súp lô đi T-Cross ở bên dưới. Và xin mời tất cả các quý khách hàng hãy xuống trải nghiệm lái thử các dòng xe Volkswagen. Chúng tôi xin chúc giải đấu của chúng ta năm nay thành công rực rỡ, các đội đua may mắn để chúng ta có các cái kỷ lục, lập các cái kỷ lục mới của năm 2022. Quý vị sẽ cùng theo dõi và đến với những tính năng nổi bật nhất của chiếc xe này ngay trong buổi sáng ngày hôm nay. Các cái chướng ngại vật ở trên cái đường test thì có thể để kiểm chứng được cái khả năng vận hành của xe, khả năng tăng tốc, khả năng phanh, cũng như là độ ổn định, độ cân bằng của xe và cảm giác lái. Yếu tố để mà đánh giá được một chiếc xe tốt hay không nó là nằm ở chất lượng xe và cả cảm giác lái nữa. Thì là hai cái yếu tố này đều nằm ở trên xe của Volkswagen. Hôm nay mình đã lái thử 3 mẫu xe của Volkswagen, đó là T1, Polo và Terramon. Cảm nhận chung của mình đó là những mẫu xe này có một cái bộ khung gầm nhận động cơ rất là chắc chắn. Nó mang đúng cái chất Đức ở trong mình, có đầy đủ trong mình những cái tố chất của một chiếc xe Đức, lái rất thích và hay. Trong các cái phần thi này thì theo mình tốt nhất là phần thi Gymkhana. Ở đây thì chiếc xe nó được bày tỏ ra cái sự chắc chắn của mình qua những cái khâu zig zag cũng như là quay khúc cua hành số 8. Thực ra là anh vừa rồi thì anh mới trải nghiệm lái thử con Tiguan thôi. Cái cảm giác đầu tiên mà thấy rất là phấn khích đấy là cái cảm giác lái nó rất là nhẹ nhàng, đi vào các cái đường cua, đi vào đường zig zag rất là dễ. Cảm giác điều khiển con xe rất là nó đi theo đúng cái ý mà mình mong muốn. Đáng giá. Cái thứ nhất đấy là cái cảm giác lái là khá là tốt, êm ái, mượt mà. Và cái thứ hai nữa là cái all-wheel driver, có nghĩa là khi mà đi xe mà đi lên cái cầu bập bênh ấy thì cảm giác là kể cả là có những cái thời điểm mà có bánh nó nằm ở trên không nhưng mà xe vẫn vượt qua các cái chướng ngại vật rất là nhẹ nhàng.